Xin chào mọi người, hôm nay hãy cùng Phú Lê GSC tìm hiểu về những điều cần lưu ý khi thi công cọc bê tông. Đầu tiên là chất lượng cọc bê tông. Cọc bê tông không đảm bảo chất lượng như bị rỗng bên trong hoặc là không đủ chắc chắn có thể dễ dàng bị gãy trong quá trình vận chuyển hoặc thi công. Đặc biệt khi hạ cọc vào môi trường nước hoặc đất yếu, áp lực thủy động trong lòng cọc có thể làm cọc nứt chập thân do cọc không đủ khả năng chịu tác động. Thứ hai là kết cấu cọc bê tông. Cọc bê tông có bề dày nhỏ hơn đường kính ngoài có nguy cơ kết cấu cọc bị yếu. Đường kính ngoài của cọc càng lớn, khả năng chịu lực càng tốt. Tuy nhiên, khi thi công, nếu không cẩn thận, đầu cọc có thể bị vỡ, cọc bị nghiêng hoặc là cọc bị lệch hướng. Cuối cùng là quy trình ép cọc. Thi công ép cọc cần được thực hiện cẩn thận và đúng kỹ thuật. Nếu ép cọc chưa đạt độ sâu hoặc chưa đạt áp lực tính toán, có thể là do chất lượng cọc không đảm bảo hoặc là do lực ép tăng quá nhanh dẫn đến vỡ đầu cọc. Xin mời mọi người cho thêm ý kiến về vấn đề này nhé. Nếu cần tư vấn và xây dựng thi công trọn gói, mọi người hãy liên lạc số điện thoại 0335983011. Phú Lê GSC giải đáp mọi vấn đề.